đây nè, coi thằng Tèo nè, thằng Leo nó quýnh thằng Tèo nè. Đó, thấy không? Chạy đó mà nó giận mẹ, cái nó lại nó ôm thằng Tèo tình thương mến thương. Rồi nó thở dài kìa. Bình thường hả, quýnh thằng Tèo lên bờ xuống ruộng. Mà giận mẹ cái là Tèo là đồng môn nha. Tình bạn part time giữa Leo và bạn Tèo mỗi khi giận mẹ. Em chó Leo này thường ngày truyền bắt nạt bạn gấu tên Tèo, quýnh con nhà người ta tới nỗi bung cả một bên mắt thế này đây. Cơ mà hãy giận mẹ, không còn đồng minh, ta lại về phe thằng Tèo liền. Tự dưng lại thân thiết như thế, chưa có cuộc xung đột nào vậy. Thằng Leo ôm thằng Tèo cứng nhắc, mà tưởng đâu bạn thân lâu năm vậy đó. Đây nè, coi thằng Tèo nè, thằng Leo nó quýnh thằng Tèo nè. Đó, thấy không? Vậy đó mà nó giận mẹ, cái lá lại nó ôm thằng Tèo tình thương mến thương. Ghê thiệt á. Cái khúc này là thằng Tèo nó tha thứ cho con rồi hả? Hả bé? Cứ mỗi lần giận mẹ là lại ôm Tèo. Sao bình thường quýnh thằng Tèo không vậy? Hả? Mà cứ giận mẹ là lại ôm thằng Tèo. Lúc này mới thấy thằng Tèo là chân ái hả? Nó thở dài kìa. Bình thường á hả, quýnh thằng Tèo lên bờ xuống ruộng. Mà giận mẹ cái là Tèo là đồng minh nha. Thì thoảng giận mẹ quá, bỏ nhà đi bụi thì cũng phải dắt thằng Tèo đi theo mới chịu. Ảnh hay giận lấy vậy chứ sợ cô đơn lắm. Làm gì cũng phải có đồng minh mới yên tâm. Giận mẹ là đưa thằng Tèo chui vào gầm ghế nằm. Mẹ gọi ra ăn cũng không thèm ra. Từ nay là Leo bước ra đời với hai bàn tay trắng nè nha mấy bạn. Không có ở chung nhà với mẹ nữa, giờ vậy nè. Đi riêng mình thôi, xách theo thằng Tèo nữa. Giận mẹ đòi ra ở riêng mà xách theo thằng Tèo để thằng Tèo đi mần nuôi nó hay gì á. Giận mà giận mình sao nó buồn, mình xách theo thằng Tèo. Cứ mỗi lần mà giận mẹ là về phe thằng Tèo. Bé ơi, dậy ăn cơm con. Bé ơi, bé dậy ăn cơm nào. Bé Leo, đi đi đây, đây. Thương bé nào, đi đi đây mẹ nào. Tối ngày buồn giận, buồn giận. Ở nhà với mẹ trắng trẻo sạch sẽ không chịu, đòi đào tường ra ở riêng. Rồi coi cái mặt mày cơ kìa, hở tí là đòi ra ở riêng. Cái thân mình lo không xong, nó dẫn theo thằng Tèo chi vậy ông? Hả? Mắc cỡ thiệt luôn á. Ở riêng được cơm đâu ăn. Ừ? Cơm đâu ăn. Mẹ hả? Trời ơi ông ơi, đi ra ở riêng mà tự nhiên là mẹ gì nữa. Cơ mà giận tới đâu thì cũng không xa mẹ được. Nghĩ tới việc ở riêng không có cơm ăn là bỗng hết giận mẹ liền. Chú chó biết nhại theo tiếng người siêu thông minh. Bài này. Bài lưỡi bào. Bài khắp. Bài khắp. Bài khắp. Dút da. Dút da. Dút da. Bài khắp. Bạn có tin rằng một chú chó thực sự có thể nghe và hiểu được tiếng người hay không? Không những đây là sự thật, mà chú chó này còn có thể hiểu và nhại lại tiếng người được. Đây là một anh bạn chó tới từ Thái Lan, nổi tiếng với biệt tài nhại lại tiếng nói của người chủ. Mỗi lần muốn được thưởng đồ ăn, anh chủ sẽ mớm lời và yêu cầu chú chó của mình bắt chước theo. Tuy rằng âm thanh phát ra không được chuẩn cho lắm, cơ mà số âm tiếp phát ra lại vô cùng chuẩn xác. เอาบอกพ่อก่อนด้วยครับไปด้วยครับเสียงมาเร็วเร็วอย่าลงกินนะจะพ่อแท้รางวัลไปไหมไปหรือเปล่าไปครับไปครับไปครับหยุดยาหยุดยาหยุดยาไปครับไปด้วยครับก่อนเร็วไปด้วยเอาไปด้วยเอาตังไปไหมไปไหมพูดก่อนเร็วไปไหมไปด้วยเร็วเร็วไปไหมไปด้วยครับดีดีเสียงดังดังดังดังดังไปด้วยครับ chú chó có lỡ nói sai thì chỉ cần anh chủ nói lại thêm vài lần nó có thể ngay lập tức nói chính xác lại. Đúng là một chú chó vô cùng thông minh phải không nào.